những trải nghiệm bổ ích với nhiều bài học quý giá. Ba mẹ hãy đồng hành cùng chương trình để xem các con đã trưởng thành và tự lập hơn như thế nào. Những trải nghiệm thực tế rất lý thú. Trải nghiệm để tự tin, mạnh mẽ và biết yêu thương nhiều hơn. Mới biết bao là niềm vui, những nụ cười. Những niềm vui, nụ cười mãi là kỷ niệm không bao giờ quên. Đón xem chương trình Hoàn Thiện Bản Thân phát sóng lúc 19 giờ thứ bảy và phát lại lúc 11 giờ chủ nhật hàng tuần, chỉ có trên TVF Phụ Nữ và Gia Đình SCTV 13, bắt đầu từ ngày 28 tháng 12 năm 2013.